còn giống gì nữa không? Không, giống gì nữa mà xin? Mặt sao hổng nghe nói mà nói trời không? Ơi, nó không giống hổ em ơi. Giống mắt. Trời ơi, con ta mình không giống giống cha. Giống, giống sớm mà vậy. Nga, đồng tiền giống Nga, nhưng mặt chứ sao không chị nè. Em thấy là mặt nó là giống hổ gặt ghi đó. Ừ. Mẹ đó, mẹ dữ đó. Dữ nè. Ừ. Con. Giống cha tôi mà. Cái đầu bóng vớn nè, khán giả ơi, đầu bóng đeo nữa chưa? À. Trời ơi. Để tóc dài thấy đầu bóng cái đó. Ừ. Nè, ngoài nó mới ngồi đầu. Chưa. Trời ơi, cưng lắm. Cưng dữ cưng ha. Cưng lắm nha, trai rồi. Con trai rồi, cái tay coi nè. Con con. Trời mở mắt dữ ha. Chúc ta bà ngoại làm nha. Chúc bà ngoại ngoài chúng em về. Đúng ra thì Xuyến từ khi có cháu ngoại sốt sắng ha, chạy lăng tăng trời ơi lúc nào chạy đầu này chạy đầu kia ha. Dạ. Kéo nó lên im trời. Dạ. Kéo nó lên không. Nga học thịt lộn á, biết con tóc nhiều. Chúc ba bà ngoại chú là không. Mời em. Bà ngoại làm video che là phải nghe lời bà ngoại nha. Xe lại không có nói chuyện nhiều. Rồi làm video kêu con gái gì đâu. Trời ơi ông nội tụi lại ông. 3 tháng già. Nó kính kính con gái nè nè hay chấp. Nói cho 3 tháng. Mấy tháng không? Tính 10 ngày. Trời 10 ngày kìa bà đứng kế bên. Xíu mới gõ vô đầu vậy. Bà Xíu. Nó chơi cho vui. Nó 10 ngày kìa. Nó chơi cho vui vậy. Dạ trời. Mình nãy giờ con mình trọn đời thôi. Nhiều xíu. Bao lâu thì dặn nó luôn. Bà phán cho nó coi bao nhiêu ngày. Bao tháng. 3 tháng được không mẹ? 6 tháng mẹ? 3 tháng rồi tẩy nó đẻ rồi phải đâu. 3 tháng rồi. Còn mấy bây giờ bà đi hái cái một nhánh lá mít bà tẩy lên trên đống nhà đây. Nó chuyện nó dòm cả mấy anh. Nhà cây dòm nữa anh. Dạ. Nào khô là giỡn nổi luôn. Giỡn cả anh. Ơi. Dạ con mà một con nghe. Giữ mà. Sửng sửng lên nghe nó sửng sửng. Giữ nha. Sướng con sướng. Xuống rồi, xuống. Ngoan ngoan. Chín mấy ai vậy chưa chín còn sống đó. Ừ. Ngoan ngoan. Nghe lời vợ chưa? Ta tay chân dính gì dầu mỡ không vậy? Ta ăn mùi sữa nè, má ăn bánh tráng sữa nè. Thơm thơm. Tắm lên đó. Nghe lời bà vợ không? Nghe không? Con nó thiều thiều điện mẹ xuống ăn nha. Trời nghe làm nghe. Chéo cám treo đồ vàng để cho heo nhịn đói sao? Gì nói với bà vợ nghe không? Nửa tháng mở tới đó là phan mèo nó phải thèm rồi. Ông ông bà ta nói là lấy cái nhánh mít đó anh nghĩ ơi giờ là kêu ngủ các bạn nó thảy lên cho anh đi chiều khô vậy luôn. Có gì nói ông hổ đừng đi Long Xuyên ông hổ. Dạ. Kiếm lượm nghe không chứ Dũng kiếm cháu nghe không. Dạ. Trời ơi có gì nói nghe không. Chạy cái cháu rồi. Cưng lắm mà nghe con. Trời ơi. Ơi. Thôi thôi đừng chờ. Trời ơi. Gan có hổ rồi ông nội ơi. Bữa nào nó dắt ra phòng em ra phơi. Thôi. Chị sáng sớm mới được. Chị phơi mưa nắng liên tục. Sớm có nắng sớm á chị phơi nó tốt cho phổi. Tại mưa đó cái hơi đất nó lên nó nắng nó lên hơi đất. Trời ơi mở mắt bên này chào cháu nội ơi. Cái bà ngoại lấy chanh lăn mắt nữa nè nó tốt lắm. Trời trời. Dặn lại chị Xuyên. Dặn lại cho nó rõ để nó. Nhớ không con gái. Trời ơi đâu. Em cái đầu anh có đầu này trong quay mà. Đầu bự luôn rồi. Quá trời. Quá trời. Đầu bự không? Đầu bự không? Khi nào tức thầy bà dòi vô ta. Đầu chồng cho ha, bự chồng bá lửa ha. Khi nào bà tới bà dòi vô. Ngoan ngoan mẹ cưng nghe. Ngoan mẹ cưng. Ừ. Có gì nói với mẹ. Mẹ biết cho. Nghe không? Nó có gì nói với mẹ nghe không? Dạ, dạ. Cho cưng của cha. Ừ. Con ngồi cho mua đồ giấc sữa gì cho cưng giấc sữa nó uống nghe không? Trao đồ giấc sữa cho uống nghe con. Tới bây giờ bà ngoại thay ca tới bà cốc ngoại nha. Trời ơi. Tới bà cốc ngoại đó. Mai á tới bà ngoại, tới mai bà ngoại đi làm, bà cốc ngoại đi làm. Mua cái máy chạy điện nghe không? Đừng mua đồ bắp nha. Ai nó nằm thang được mua máy đèn nữa không đó. Máy châm ở để nữa anh. Mua máy đèn hay gì? À, mua đồ bóp á. Bóp bạc. Nha. Mua máy điện á. Dạ con nó nằm thang nó yếu điện quá. Điện để vô tự nó dắt. Mua máy điện được không nè. Mua máy để vô tự nó dắt. Cái đó anh mua ở đâu ạ? Anh mua trên mạng. Còn mà lại mấy chỗ mẹ và bé có hết trơn à, hỏi thử không có mình tính sao. Nó bóp tay đó em. Thôi bóp tay không bằng. Nó bóp lên không bằng không bằng. Đau lắm. Bà ngoại mới biết làm sữa chín đó, dễ uống, mẹ uống nó có. Cái đó mới chầm anh. Lúc nó trụng nhút là cái dính gì, bụi bặm gì trong nó nhút rồi. Dính cục gì đây. Đừng thọc tay vậy, đừng thọc tay. Đó, thấy không? Đó. Cốc mà. Anh Tấn.
Dạ. Giờ than nha, nó nằm sắp không được, giờ mua bóng đèn được không? Có, hủ nó biết bóng đèn đó mà. Biết không, mua cái bóng đèn cho vợ con ở trên, còn dưới thì để cục than cho nó hơi ấm 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 gì đó. Mua cho nó cái bóng đèn đi. Bóng đèn xong hơi không biết. Ờ, mua cái cho nó cái bóng đèn đó đi. Bóng đèn để dưới lại nó ấm như than vậy. Đấy, nó bi nhiêu bi. Trời ơi. Bi rồi. Bi nhiêu bi. Bi nhiêu bi. Cái nhiêu mẹ chi. Ngay nhìn vào kìa. À, con xài nhiêu xài đừng tiếc chi vợ con nha. Trời ơi. Nhiêu để mẹ lo, mẹ ghi cho. Yên tâm, mẹ ghi. Mua đây. Mua bóng đèn vậy. Có gì mẹ tay vô ký. Ước gì được chiếc nhẫn cho mượn. Chồng. Nè mẹ cho mượn mẹ, đi bán con đào đi. Không có rồi. Có gì mẹ ký sổ. Yên tâm đi. Mẹ không có rồi. Mua bóng đèn. Như một tấm gà mì đồ kéo nha. Mẹ đào chồng quá nãy thấy. Trời ơi. 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 Giống không? Giống chị Hữu không? Trời ơi. Trời ơi. Lại mà luôn xuống ơi. Cừ hi hi ông nội đâu. Phái cái đầu ghế hả? Cái đầu ghế chồng lôi phái hay chứ. Gỡ nó ra cho nó đi. Cái này ra tháng là nó chồng chị chứ mẹ. Mẹ ra tháng nó chồng chị chứ. Đúng rồi, ok rồi. Ê ê ê. Giả bộ ha, giả bộ ha. Đâu chồng, đâu chồng. Qua thằng này là cái tháng nó chồng chị không? Chồng. Tháo cái này. Tháo cái nón mà nặng cái lưng quá. Nó giống con đó. Trời ơi. Phải được chùa vậy. Ngồi đầu láng ha. Gà tháng nó khác hơn phải không? Đúng rồi. Ngồi ha. Nghe nó kênh kênh kìa. Thôi nghe, thôi. Để cho chồng con ơi, mẹ con nằm đen được thì thôi con ấy cũng đen nằm đen khỏe hơn nằm đen không có khói không nằm đen nhưng mà vẫn đốt một hai cục than liêu ghiêu trời mưa đốt liêu ghiêu bây giờ chưa chịu con mua cái này nè rồi làm mua mấy tấm ga này bà ngoại làm được đó ngoại làm cho trời ơi hủ làm được không biết sao mà tưởng thì đó đi hội chợ con làm phòng không chứ ừ đó mang gành sáu câu mà cái đó con làm kỹ rồi hay trời hủ gì cũng biết trên trời còn than ủa đèn thì mua chừng 2 mét dây được rồi đây tại đây là đó không có chút xíu em mua mica giờ em làm phòng luôn à cái gì vậy làm phòng luôn thôi nội ơi chặt lắm bà ơi không đỡ mở thôi chứ ai làm nào mà kiên cố đúng rồi ghép sẹt sẹt quá rồi xong mua tấm video được rồi video được rồi nha không có cho vợ ngồi chuyện nào vợ ăn kêu vô trong đây bưng vô tới giường chứ không ngồi như sáng là gì xíu đi mica làm thôi chặt lắm chặt nha hầm lắm à. Trời ơi. Rồi về đi xíu lên. Dạ. Dạ đi. Xong việc rồi. Xíu hủ lên. Vuốt kiếm hết tóc luôn rồi đó. Thoải mái đi. Rồi. Nghe giờ mày mà vuốt tóc hoài đi kìa. Thôi nghe thôi. Nghe bóng mà miệng rồi đó. Mày đẻ con. Ngồi ơi. Rồi giờ mẹ về tới bà ngoại xuống làm xong. Bà ngoại nói gì nghe bà ngoại đấy. Bà ngoại hay lắm đó. Hay quá ha. Chút phải làm sữa cho dễ bún cho em. Chị xíu đi về xíu anh Hữu lên. Chị về. Hữu lên chả chị đi mua băng đồ với đèn. Không có được không anh chở mẹ đi. Thân đi dạ. Chút tới bà ngoài bà cóc ngoại. Chào chị xíu nha. Chào chị xíu. Chào chị xíu. Dắt sữa. Rồi để ông nội ơi chị xíu. Không liền chị nó có mà mua liền luôn. Lúc nào cũng tương tác hết trơn nội chạy xôn chạy sáo trơn chị. Dạ. Lo cho cháu ngoại. Bởi vậy. Cục vàng đó à. Vàng nè. Con gãy mẹ để con tay cho con gãy. Con mặn. Con mặn mẹ. Mẹ. Thường gãy quá ha. Quá trời mẹ ơi. Còn kìa mà để con đó. Lo dữ rồi. Lo dữ rồi. Lo quá trời lo. Ồ nó có sấy sấy luôn ha. Ngon lành. Ngon lành trời lắm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ đẻ cha sao mẹ sinh là cha dưỡng nè đúng không đâu nói về lời với con coi cho nó nghe là coi. Mẹ con sanh nghe không cha dưỡng nghe con nghe không lớn lên giống cha nghe con miệng lưỡi nghe con nói chuyện lên nghe không mẹ mày không có nói chuyện nghe không cha bắt biến là ăn uống là không kén nè còn mẹ mày không có ăn uống nhiều ít nói chuyện nữa giống trai nghe con bằng đồng trai nghe con trai nghe dặn dò đi trai nghe không đừng có vợ đẻ con trai nữa nghe không dặn dò đi dặn dò giống của cha mạnh lắm nghe con đừng có giống trai nghe con đừng giống trai nghe con nó xíu nè hết sức không nè lúc xấy xấy ha mỏi hết tiếc nè miệng ra ngoài nổ giống của Hữu nghe không giống tay chân của Nga mặt cũng giống Nga ngang luôn nè
hiền hết sức hiền anh ơi. Giống Nga hả? Giống Nga hiền ha. Hiền. Ừ. Lúc mới sinh ra cái bác sĩ đeo cái giò để con Nga. Em còn giữ kìa, em còn giữ kìa. Kỷ niệm ha. Kỷ niệm luôn. Cái dòng ngọc Nga còn kỷ niệm luôn, bác sĩ rồi lấy đời em không cho. À. Kìa em còn để trong bóp. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cũng hai cái dòng để làm kỷ niệm đó. Đúng rồi. Em đâu có được bác sĩ nó đưa cho tôi cái hao để cho con bác sĩ. Nó để gì ạ? Nó để dành nó lớn lên cho nó biết. Để dành cho cháu nội. Cháu nội. Sau này con của Hữu Nghị. Dạ. Ngọc Nga cười kìa, nghe nói. Hí hí rồi, cười hoài ta ơi, vui không Nga? Vui ha. Được ông chồng với em ha. Đã trời. Trời ơi. Chăm sóc như con, trời ông hủ công nhận này, đấu lộn xin lỗi, chăm sóc như tử tế dữ sợ mọi người đã hết sức. Bởi vì nhiều người ganh tị với ông ngâm ngâm hủ. Dạ. Tôi nói trời ơi ông hủ này không lo vợ dữ gì trời, tôi ước gì tôi được tấm chồng giống như ông hủ. Ông nội ơi, nó thì ra cái dít luôn rồi. Ông hủ nó muối thì lại đây. Đúng không? Có đâu ơi ơi, ngon lành ha. Cho mẹ ấy thì rồi bắt đầu nhớ chị ăn cơm. Dạ. Cơm nước kiểu có ăn nữa đó. Đã trời. Mẹ đang trước cái chợ đang sao mới giặt ra thao đồ đó. Giặt đồ rồi nằm trời chưa? Ơi. Trời ơi. Tính ra giỏi quá giỏi ha. Cục vàng đó nha. Dạ, cũng ngon con, cũng ngon ăn mặt lớn rồi con. Em làm con băng không nè. Ừ. Làm khô à. Làm gọn dữ lắm. Trời trời. Tính ra là bà Xiến cũng không bằng nữa nha. Sao bạn trời ở đâu bằng hổ không lai nào chứ Xiến hơi nào. Em một lửa rồi đó. Bà Xiến ba lửa cho đâu bạn. Ba lửa chứ đâu bằng hổ. Quên. Con nào ha. Kỹ lắm. Ừ. Thấy không? Ừ. Khéo ừ. Lắm. Bởi vì Nga nó phái cười hoài. Nó trời ơi ông chồng yên với trời. Có Nga. Yên đó. Có không? Khẽ nè. Đó gạt đầu gạt đầu. Khẽ nữa nha. Ơi. Bởi vì nó gọn khô mà làm cái gì cũng gọn cho ngủ hay lắm. Hữu tính là gái đó, tính gái nè. Đó. Dàn đẹp. Trời ơi, ông nội. Bình Lục Nga nè. Bình Lục Nga nè. Con Bình Lục Nga nè. Trời nè. Kỷ niệm phải không? Kỷ niệm phải cắt lại mà cái giò đó nè, cái giò để vô nè. Này Ngọc Nga lúc vô viện nè, xanh nè. Sau này đưa để cho cháu nội nó kỷ niệm. Bác sĩ cứ trả nó cho anh xin bác sĩ. Người gì nó dần thôi tôi cho tặng luôn đó. Chứ ít qua cho lấy này lắm. Nè, thấy không? Này Nga nè. Ừ. Hay ha. Ừ. Bởi vì đầu cũng có con tóc phải rồi, quá hay. Tính lắm. Gần quá. Lúc nào cũng có cái bị đó chứ ông nội ơi, bị có bị không anh ơi, bị không nổi phải không? Ngày bị ngày. Ngày trời ơi. Lại nói gì vậy? Sao không có nhiều à? Con mới vậy. Ơi. Hay rớt cái gì gắt vậy? Rớt cái gì? Rớt cái gì? Cái gì kìa hú? Có bịch gì kìa? Hả? Trời ơi, giờ này sản cái gì dữ ông hấu? Đâu có gì đâu, còn nhiêu nè. Ơi, tài còn nhiêu đó. Giá tài còn nhiêu đó hả? Còn dây thun để ra theo làm gì dữ vậy? Dây số. Tôi tưởng đâu ông làm gì cầm vô dây thun chứ. Bắn dây thun chứ. Bắn dây thun chứ. Có vợ biết, dây thun dây số đó. Nga cừ. Nó biết chưa nè. Đã trời. Dây thun em cọc dây số nè. Nga nó khoái cừ hoài, hí hí hoài nè. Vui ha Nga. Em không còn gì chưa. Trời ơi, không còn gì trơn á hả? Trơn rồi nè, có còn gì đâu. Cái này là phải đang sao kê đó hả? Sao kê. Ừ, đúng rồi, đúng ha. Dạ, lúc nào cũng chuẩn bị dây thun đầy bị hết. Dạ, để dây thun. Dạ, búng dây thun ha. Dạ. Ba chai dầu này, này bà vợ tặng cho trai. Mà em xài dầu rồi nè. Ừ. Nó cho tài còn nhiêu cũng giả rồi. Trời, trời ơi, tài còn nhiêu rồi, than dữ ông nội. Tài để dành ăn cá mắm. Cá mắm đó hả? Ông đó ngủ đó. Dạ. Nè. Sáng mua này cái gì? Đâu đem ra coi, phe coi. Trời ơi, coi ăn cái em gì hết phe chứ. Ngoại nó ăn được đúng anh, ngoại nó ăn được kìa. Còn ngoại nó em ăn cái chút được. Không, không mà thích thì ăn miếng được, bình thường đâu có gì đâu. Ngoại nói kìa, ăn được ăn đi được ấy nè. Trời ơi, lớp nào bà ngoại ý kiến, lớp nào bà em nấu này nè anh. Sườn ram mặn ha. Gầm tiêu đó anh ngon lắm. Đó, như kho tiêu nè. Cái này là bà Xuyến không cho, còn bà Cóc thì cho. Dạ, bà Cóc cho. Nội ơi, ai cũng ý kiến cho ha. Rồi theo ông Hữu quyết định sao? Thì cho luôn hả vậy? Ăn luôn, vợ ưa cãi lắm. Chứ nãy là lấy cãi cho năng cái bụng mốc nó không ăn đó. Nè, xịt em gam này ha. Ngọt nèo nèo sổ, tốt. Bây giờ để hỏi khán giả coi mà đàn bà xanh có ăn cải ngọt được không ha? Đúng rồi. Không, cái là cải xanh, cải xanh. Cải ngọt. Ủa sao hay trời, em làm nè. Cái này ông kho bà Xiến kho. Em kho nè, anh thấy nè, em kho. Trời ơi, ông kho nè. Eo luôn á. Ủa anh, em kho đó anh. Dữ gì đó hả? Em làm đó, anh Tướng thấy đó. Trời. Em làm đó.
Nè, thấy không, dạ, nè, ngồi vô. Màu sắc đẹp không? Cực gửi cho anh trong tiệm bán không anh? Đúng rồi, ngon hơn. Dạ, ngon hơn. Thấy không? Đến xíu sao rồi, có vé với ông hủ. Có em làm cái màu nè, đẹp xíu không? Xíu mà chê đó, nó bán làm ngon. Dạ, nước mắm em mới mua 7 chai cho anh. Bảy chai nước mắm là 7 chai gì đó, chưa nguyên hàng gì đó hả? Dạ, 7 chai nước mắm luôn. Ôi ơi, để dành kho đó ha. Giữ ngồi ơi. Đó, tại trên đó em hết rồi, em mới mua 7 chai. Mua để dành làm gì, giữ cho 7 chai vô. Rồi, cơm đi, cơm đi. Ngon hả anh? Ừ. Đó, ngon hả anh? Bởi ăn đi. Ngon ha. Anh màu sắc đẹp quá. Ăn đi, cơm vợ con đi ngang nữa không? Giữ nội ơi. Không ăn rồi rồi, mới ăn thịt đó. Giữ cha nội ơi. Giữ ha. Giữ. Cái này tắc thanh hay là quảng lượng? Dạ, chắc quảng lượng quá. Quảng lượng. Dạ, quảng lượng. Cái này là 6 chấm nha. Dạ. Còn em ăn này. Thử coi quảng lượng không? Coi quảng lượng không nha. Rồi. Rồi thăm lại. Trời ơi, anh quảng lượng ơi, anh quảng lượng ơi. Quán lượng à, ba chấm trước ba chấm sau nè. Trời ơi, thử thử giống mà. Như ha, thử hủ làm giống như á. Còn canh bùi móc của vợ nè, nấu hai nồi lắm. Trời ơi, canh sao nấu hai nồi? Dạ tại vì nãy mẹ không cho đó, mẹ không cho nãy đó, nấu chung không cho hả? Nấu chung không cho mà nấu riêng cái bụng móc kỳ với ta. Bụng móc hay nấu không mà tính thịt thì nè, bông mua thịt mà để đây là nên nấu. Trời ơi, cái gì vụ gì mà nấu riêng tư không vậy? Cần bầm để vô đó. Không nấu thịt. Ơi ngon thấy lâu quá, vợ thịt nó bụng đó. Trời ơi. Nè, để vậy nè mà bà không ăn. Nó nghe cái ngồi ngon ha. Rồi. Ừ. Thủ giỏi quá, giỏi tờ. Thủ là số 1 mà. Bả lần bây giờ bả bày quá không chịu không? Bày quá không chịu. Bữa qua bả làm quá làm hả? Làm vừa ăn gà ngủ mới chịu. Em ăn gọn hà. Hay ha. Hả? Công nhận Thủ gọn gàng ngăn nắp quá trời ông nội ơi, từ khi bà xiến ra thì sáo xào cho hả? Thấy nó bụng điền anh cột. Ừ. Nè thấy không? Có 60 ngàn mà cũng ngon. Vậy? 60 ngàn anh ơi. Quá rẻ. Ngon vậy đầy cháo 60 cành đó hả? Dạ, sườn ngon nè. Ngồi ơi. Sườn cộng á. Thơm đừng hết cho ông nội. Cái này 1 ngàn 2 ngày đâu có hết. Đúng. Anh làm ăn ngon không em? Không. Ngon không? Không. Ngon. Nó nói không được ông nội ơi. Ngon nha. Ngon nha, ngon rồi, không? Đã nè. Đã không, đã không? Trời quán lượng ơi, ơi. Sướng. Ngà nó rồi đói cá ngằn. Ôi. Quán lượng làm bất cự. Ừ, quán lượng mà. Cái này y gan quán lượng luôn. Ừ, để vài bữa kiếm Tắc Thanh ha. Tắc Thanh đi theo. Tắc Thanh thì siêu phụ rồi á.